Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua phải nói rất nhiều các anh các chị các cô chú tất cả tỉnh rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Thì mới đây anh em hiệp sĩ Bình Dương lại tiếp tục ghi nhận một thông tin là một chị gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin để tìm một đây gọi là một nữ tặc gọi là chuyên siêu lừa đảo. Bởi vì hiện nay theo thông tin anh em đây cập nhật và được biết là hiện nay là nhân vật thứ hai thứ ba rồi nhưng mà vẫn về đây để đăng tải thông tin để truy tìm một lữ tặc, và lữ tặc này trước đây đã lừa đảo tiền của chồng và của gia đình và của những người lùng quanh hàng xóm ở khu vực Đắk Nông, Đắk Lắk rất nhiều và đặc biệt Long Khánh, nhưng đến giờ phút này rất nhiều bị hại lại tiếp tục tố cáo và về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm một người phụ nữ gọi là chuyên gia lừa đảo này. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép chào chị gái. Dạ, em chào anh. Dạ, chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết được chị họ tên đầy đủ là gì? Em tên Võ Thị Lý, sinh năm 77, tuổi Đinh Tỵ. Dạ, chị hiện nay đang sinh sống ở đâu? Dạ, em đang sống ở Long Khánh, Đồng Nai. Dạ. Rồi chị hôm nay từ Long Khánh về đây nhờ anh em mình chính Dương ghi nhận đăng tin tìm ai? Em tìm chị Nguyễn Thị Hằng. Nguyễn Thị Hằng. Dạ, đúng rồi. Chị Hằng là sinh năm mấy chị? Dạ, sinh năm 78. 78, tuổi Ngọ hả? Dạ, tuổi Ngọ đúng rồi. Chị Hằng là nguyên quán ở đâu chị? Dạ, nguyên quán ở Đồng Nai. Ở đâu, địa chỉ cụ thể? Phường Xuân Thanh, ngày xưa là chị ở, bây giờ chị cha mẹ chị vẫn ở phường Xuân Thanh, khu phố 4 phường Xuân Thanh. Khu phố 4 phường Xuân Thanh. Dạ. Thị xã Long Khánh. Thị xã Long Khánh. Tỉnh Đồng Nai. Dạ. Người phụ nữ này là có mối quan hệ với chị như thế nào? Dạ là bạn bè cũng bạn, như là chồng sớm. Vậy là chị biết cái chị này lâu, biết chị Hằng này lâu chưa? Dạ em có thể là biết chị này từ nhỏ tới lớn. Ồ, từ nhỏ lớn luôn. Dạ đúng rồi. Vậy là mình chơi chung, học chung không? Dạ em không có học chung với chị, tự em ít học nên em không có học chung với chị nó học cao hơn em. Vậy là chị Hằng lại học nhiều hơn hả? Dạ. Chị cho biết là rồi lý do tại sao hôm nay chị về đây nhờ anh em mình xin Dương ghi nhận đăng tin để tìm người phụ nữ này. Dạ. Có nghĩa là trong thời gian hồi năm ngoái á, là ở 7-8 tháng đổ lại đây là chị Hằng có về Long Khánh để tìm đất đai mua hay là trợ giúp cho một cô bà gì ở đó bán đất, cầm đất. Thì chị có tới nhà em là trùng hợp là chị em gặp nhau. Qua lợi thì chị mới nói là con chị bị chồng chị bắt rồi bạc đãi, chồng chị có vợ khác rồi đánh đập con chị. Rồi chị khổ, chị về đó chị chủ yếu là thăm con thôi. Rồi trong cái thời gian đó chị đi tới đi lui nhiều quá, chị là không có tiền mà để thăm con thăm cái và lo việc. Chị nhờ em á, là chị có một chiếc xe Honda City là bản số ở Long Khánh luôn, của một ông anh chồng sớm luôn, thì bán cho chị bán ngược lại cho em. Thì trong cái thời gian mua thì chị cũng, em đã chuyển tiền lên chuộc cái xe này ra và mua. Chuộc là tại sao chuộc? Cái xe chị bán cho em là cái xe đó đã chỉ cầm rồi, chị không có khả năng chuộc. Vậy cái xe đó là chị mua của người khác? Đúng rồi, chị mua của người khác rồi chị bán lại cho em. Mà chị nói là trong vòng nửa tháng, một tháng là chị bán miếng đất trên Gia Nghĩa, là chị nếu em có khả năng thì mua cái xe này, nếu không có khả năng thì chị quay về chị trả tiền chuộc xe và trả tiền mượn. Em mượn tiền để mua xe đó, thì bây giờ chị trả lại cái tiền đó cho em để cho em trả cho người ta rồi em sang tên chuyển nhượng lại cho chị. Chị cho hỏi lúc bây giờ chị đã thấy cái xe chưa? Dạ thấy rồi chứ, tự em mua em ra công chứng mà. Ra công chứng luôn. Dạ. Là mình thấy xe, thế mình giao tiền cho chị là bao nhiêu tiền? Em giao cho chị á, là lúc mà chuộc xe trên thành phố đó là em nhờ con nhỏ em chuyển lên là 135 triệu. Tổng cộng chị giao cho người tổng ta bao nhiêu? Tổng cộng là bây giờ chị Hằng nợ em á, là 350 triệu. Là để mình mua xe? Là tiền để mua xe. Hiện nay là cái tên của chị là mình mua xe này là mình đã sang tên hoặc là mình đã công chứng chưa? Dạ cái xe này là đang cái xe trả góp nên là chỉ là chuyển nhượng qua trên giấy, mặt giấy tờ là công chứng. Sau này công chứng chưa? Dạ công chứng rồi. Công chứng là hiện nay là tên là sang tên cho chị. Sang tên cho ủy em quyền rồi. Chị. Ủy quyền cho em rồi. Dạ. Thế thì hiện nay là chị trả tiền xong rồi chị có nhận được cái xe đó để quay trở về mấy chị không? Lúc đi ra công chứng thì về đó là em với chị này chạy về, tự em đâu có biết chạy xe, tài xế chị chạy. Cái người mà đi chung với chị thường xuyên chạy với xe này. Và về xong rồi là chị có mượn em đi, là nó cho chị mượn một tuần. Tại sao mà mình đi mua xe mà lại cho này? Tự là chồng em chưa có bằng lái, mà em cũng chưa có bằng lái. Chưa có bằng lái nghĩa là chị nói là cho chị mượn để chị đem lên công ty, chị có công ty cổ phần ở trên Đắk Lắk.
Chị đưa vô công ty cho thuê một ngày 600 ngàn. Tại sao mình không trực tiếp là đi với chị đó? Tự là em đưa vô công ty không được. Chị thì nói đi là cùng. Mình dạ, đi cùng. Em có đi lên Đắk Lắk rồi. Đi cùng. Dạ đúng rồi, em cũng có đi cùng với chị lên Đắk Lắk rồi. Để vào làm hợp đồng. Dạ. Có làm hợp đồng không? Nhưng mà chị này, chị đưa em lên Đắk Lắk là lúc đó chị lấy xe đi rồi lên Đắk Lắk, mà chị vợ chở em đi vòng không. Chị không có chở em về nhà chị, mà chị cũng không chở em về nhà của thằng Vũ này luôn. Thì sau này em mới hỏi là ủa chứ sao mà chị chở em lên tới chợ mà chị không chở em về nhà. Thì chị nói là chị sợ rắc rối sau này tùm lum. Xong rồi chị có nhắn tin cho em. Dạ. Em ý em đang hỏi. Dạ. Cái lần đầu tiên chị mua xe của người ta. Dạ. Là hơn 300 triệu để chị nhận xe. Dạ. Và trong đó là chở 3 người về đúng không? Dạ, chở 3 người về. Là từ thành phố. Dạ. Đúng không ạ? Về nhà chị. Đúng rồi. Đúng không ạ? Về chị, rồi sau đó người ta ngỏ ý là muốn dạ, mượn cái xe của chị dạ, đi một tuần. Dạ. Và sau đó người ta quay sang người ta nói là bây giờ cái xe này người ta muốn đưa vô công ty rồi. Đưa công ty. Dạ. Ờ, là hôm đó là người ta mượn xe là chị có đồng ý không? Lúc đầu thì em đồng ý. Ừ. Nhưng sau này em nghe chị nói là chị cầm cái xe của em rồi với chị bán thì em cứ hối thúc chị đem về cho em. Ừ. Là em có nói với chị là chị đem về cho em đi. Chị bạn em á là chị cho em mượn 200 triệu nhưng mà bây giờ chị không tin em để mà chị cho em mượn. Chị nói là em đem cái xe gì đưa cho chị sẽ cho em mượn 200 triệu. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm cơ đô, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Rồi sau này á, chị có tiền chị cứ về đưa cho chị mấy trăm triệu chị lấy cái xe ra thôi. Thì chị Hằng này cứ hứa em là một tuần nữa chị đem về cho Lý, là 3 ngày nữa chị đem về cho. Thì cứ chị hứa như vậy hoài mà đến chị không có đem. Đến bây giờ là bao nhiêu thời gian rồi? Dạ nếu mà từ hồi Tết giờ là chị hứa với em là chắc cũng phải là cỡ một lâu Tết giờ là phải là 2 tháng rưỡi là chị hứa. Vậy là chị giao cái xe này vào ngày nào? Dạ em không biết ngày. Lâu ngày chưa? Nó trong giấy tờ. Lâu chưa? Dạ lâu rồi. Khoảng bao nhiêu tháng? 8 tháng. Dạ, 7, mà chị mới mượn được có 3 tháng hả? Chị mượn từ cái lúc mà đi á, tới bây giờ là chị nói chị đưa vô công ty. Chị cũng có chuyển tiền về cho em một lần hai lần là chị nói chị cho công ty mướn rồi. Chị chuyển tiền cho em tự tin á. Chuyển được bao nhiêu tiền? Chị chuyển cho em là được mấy chục triệu cho thuê xe đó. À. Rồi từ đó trở đi là chị cắt đứt luôn. Rồi có từ hồi Tết tới giờ đó là chị có liên lạc với em để cho em tin tưởng chị. Vậy cái xe đấy là hiện nay là ngân hàng trả hết chưa? Dạ chưa trả hết nên em mới sợ. À, bây giờ là nếu chưa trả hết thì bây giờ là có thể là ngân hàng, một là ngân hàng sẽ tịch thu. Dạ. Nha. Hai ấy là người chính cái chị Hằng này ấy, là dạ, phải đóng tiền cho ngân hàng. Dạ. Lúc chị mua là chị giao dịch là chị mua tổng số tiền đấy. Dạ. Là cái xe này cả ngân hàng mà cả tiền mặt đấy là tổng số dạ, tiền là chị giá là bao nhiêu tiền? Chị Hằng chị nói chị bán cho em là 200 triệu thôi. Còn tiền ngân hàng là chị đóng. Nhưng mà sau này chị lấy sao tiền chị, của... Sao chị rõ vậy? Dạ. Thế tại sao mình không đem trực tiếp vào lộp ngân hàng để lấy cả vẹt xanh nha? Dạ, cái anh Huy này nó góp hết cái xe này rồi mới được lấy không cái có, giấy tờ không em có. Không am hiểu về cái vấn đề không xe có cũng. Mình đem mà đóng tiền một lần một thôi là dạ, có người ta sẽ trả xe. Dạ đúng không? Dạ thì tại sao mà mình không vào đó mà mình lấy tiền ra mà mình để cho chị thì chị đóng xe cho mình kỳ vậy để mình lấy cà vẹt mình sang tên luôn. Dạ ý là em không có tiền đưa một lần cái lúc mà chị còn nợ nhiều đấy. Lúc bây giờ chị trả dạ, bao nhiêu tiền? Dạ em hiện tại bây giờ là chị Hằng đang lấy em 350. 350 là một ngày một hay là nhiều ngày? Dạ nhiều ngày. Ờ, nhiều ngày là tổng cộng bao nhiêu thời gian? Dạ. Cũng có như là một lần chị lấy em 50, một lần chị lấy em 100, một lần chị lấy em 30, thí dụ như vậy. Những gom lần lại là tổng kết là 350. Những lần lấy như vậy là cụ thể là chị Hằng nói là lấy tiền để gì? Chị lấy tiền để chị đóng tiền lời tiền góp xe. Góp xe là góp hàng tháng mà đâu dạ, phải góp rồi, là một cục. Nhưng như mà vậy, chị cứ nói là đưa cho chị mượn trước để chị đi lo công việc bán đất bán đai rồi chị về chị tại lấy. Sao chị không, tại sao chị không lấy trực tiếp cái số tài khoản của ngân hàng để chị giao dịch chị đóng tiền? Tự là khi em mua là em nói em không có khả năng em góp, chị nói để chị góp cho. Đó là chỗ chị em thân tình quá, em tin tưởng ở chị. Là chị mới nói là em mua, nói em còn nuôi đây, hai đứa con. Đây là sai lỗi dạ, do chị dạ, một phần đó. Dạ. Bởi vì chị thiếu cảnh giác. Dạ em đúng rồi. Không em ai đi mua xe trả góp ngân hàng mà đi mua cái kiểu này. Dạ. Mua xe trả góp ngân hàng là nguyên tắc là không cần biết là chị mua xe của trong ngân hàng, chị đang thiếu ngân hàng bao nhiêu tiền. Dạ. Nhưng nếu em có nhu cầu mua, dạ, đúng không? Cái xe của chị bây giờ còn 400 triệu lại kể cả ngân hàng đấy, đúng không? Dạ. Em là người trực tiếp vào lục ngân hàng và dạ, dắt chị đi luôn. Dạ. Và lấy cà vẹt ra ngoài dạ, và kêu chị đó đi cùng mình hỗ trợ ra bên công an để dạ, sang tên dạ, đúng không ạ, là tên xe của chị dạ. Nhưng mà thế này là chị bây giờ là danh chính ngôn thuận là chị bỏ tiền ra mua xe dạ, nhưng mà chị lại góp ngân hàng cho chị
Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là bây giờ là chị có ủy quyền cho chị là xe là chị chịu trách nhiệm. Dạ. Đúng không ạ? Nhưng mà thực sự bây giờ là chị lại đưa cho người ta để cầm cố hoặc cho người ta mượn. Đó là một vấn đề rất nan giải. Ý là em không có cho chị mượn cầm cố trong cái thời gian này. Em biểu chị gọi chị đem xe về mà chị cứ chị nói đủ thứ việc. Chị này là chị chuyên về nói chuyện, chị chuyên về để mà y như lừa đảo người ta vậy. Trong cái thời gian ngắn này nè là em tìm hiểu ra là em biết chị xạo rất là nhiều người. Hiện nay đến giờ phút này chị biết là thông tin chị Hằng này là lừa đảo khoảng bao nhiêu người? Chắc là cũng phải là 1, 2, cũng phải 5, 6 người đó. Một người nhiều nhất khoảng nhiêu tiền chị biết không? Em nghe cái chị ghê á là chị liên lạc với em á, em cũng hỏi chị để lên Đắk Lắk á, là chị nói 1 tỷ mấy. Em được biết thông tin là cách đây khoảng trên 1 năm. Dạ. Gần 2 năm về trước là chính chồng chị Hằng này. Dạ. Về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi nhận đăng tin tìm chị Hằng. Dạ. Và tìm một người con. Dạ. Trai 5, 7 tuổi gì đó. Dạ. Là em biết chính xác là như vậy. Em là người phỏng vấn trực tiếp anh chồng. Dạ. Với chị Hằng này, bởi vì giờ em nhìn những cái khuôn mặt em nhận dạng được. Là cách đây hơn 1 năm, khoảng 2 năm về trước. Dạ. Là anh chồng về đây, cũng ở Long Khánh về đây. Dạ. Là chia sẻ là bị vợ lừa trên dưới 10 tỷ. Dạ. Và ôm con đi giấu luôn. Dạ. Và người vợ là chị Hằng này đi cặp bồ người. Dạ. Khác. Đó, trong về hắt hủi chồng, lừa chồng không còn miếng nào. Là gần. Dạ. 10 tỷ. Về sau đó đăng thông tin thì chính chị Hằng này và con gái chị Hằng là hơn 20 tuổi lấy chồng rồi. Dạ. Liên tục gọi điện cho anh em là nói là đăng như vậy là ba với lại chồng đăng không đúng. Dạ. Anh em nói là cho gặp. Dạ. Thì chị không cho gặp. Mà nói về đây chị không về. Dạ. Và từ ngày đó đến giờ phút này là anh chồng là mất trắng tài sản là bởi vì bị vợ lừa. Dạ. Và còn nhiều người khác nữa là về đây chia sẻ những câu chuyện như vậy. Nhưng mà đến giờ phút này anh em là ghi nhận là tiếp tục cái câu chuyện là cũng là một nhân vật này. Yeah. Nhưng tại sao mà nếu đúng thực sự đi lừa đảo nhiều người mà vẫn tồn tại đến giờ phút này vẫn lừa được chị? Yeah. Thì em thực sự rất khó hiểu trong câu chuyện này. Yeah. Ừ. Thì em cũng nói như vậy. Có nghĩa là chị này chị nói chuyện rất là hay. Ừ. Chị lừa đảo rất là chuyên nghiệp. Mẹ em mà 70 mấy tuổi mà chị còn mượn được dây chuyền nhẫn rồi chị cái đang cầm không? Trong khi mẹ em 70 mấy tuổi. Tiền trong túi mẹ em mà một lần bà mượn 800 ngàn, một lần bà mượn 2 triệu, mẹ em vẫn cho mượn. Chị cho hỏi hiện nay chị đang làm nghề gì? Dạ em đang buôn bán. Chị sáng bán. Em bán đồ ăn sáng, còn buổi chiều lại em bán lẩu bò. Mình chủ trương mua xe này là mua để hỗ trợ người ta hay là mình mua để đi? Trong thời điểm đó là em công an á, vô nhậu về bị bắt nhiều quá. Xe á, là em mua để khách kêu chở về. Là em có cái phương tiện xe để chở về. Dịch vụ đúng không? Dạ, chạy chở khách về đó. Dịch vụ á. Nhưng mà trong lúc đó là chồng em không có bằng lái. Thì chị này chỉ mới dựa vô cơ sở là chồng em không có bằng lái. Chỉ mượn đỡ chị đi để chị hỗ trợ trả cho em một ngày là 600 ngàn tiền mướn xe. Nhưng mà chỗ em tin tưởng chị, em không có làm hợp đồng, cũng không có gì hết. Thì chỉ nghĩ có nửa tháng, một tháng thì em đâu có làm hợp đồng làm gì. Tự là chị này chị nói chị rất là có nhiều đất. Mà chị nói chị có công ty xe luôn. Mà chị nói chị có 7-8 chiếc xe trong công ty luôn. Thì chị... xe chị xe xịn không à. Thì chỉ làm cái xe Honda City mà chị bán cho em là cái xe đó bèo nhất. Cái xe đó ít tiền nhất. Thì chị đâu có, chị nói là chị chỉ mượn đỡ thôi. Mà bây giờ cưới ngày này là khi bây giờ em liên lạc chị không được. Theo em biết là chị Hằng này là cũng đã lừa nhiều người, tương đối nhiều người ở Đắk Lắk. Dạ. Đắk Nông gì, khu vực Đắk. Dạ. Lắk, Đắk Nông gì. Là cũng tương đối nhiều, mà nhiều người gọi cho em. Đó, rất nhiều người gọi trong thời gian trước. Nhưng mà đến giờ phút này là chị về chia sẻ cái câu chuyện này. Dạ. Thì không, em không biết là tại sao mà mọi người không làm đơn để gửi cơ quan công an, là công an có thể là người ta có hướng để giải quyết. Mà nếu đúng tội mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản ấy, thì em nghĩ là chắc không khó thoát. Dạ. Ừ. Đến giờ phút này chị đã làm đơn trình báo cơ quan công an chưa? À, em đi sao kê, em làm tất cả giấy tờ xong rồi. Thì ngày hôm qua có nghĩa là em cũng có xuống công an. Nhưng công an hỏi em là chị có biết cái chị này bây giờ đang ở đâu không? Mà em trả lời thật sự là em không biết. Tự là chị này chỉ cứ trốn chỗ này, chị trốn chỗ kia, chứ chị đâu có ra ngoài đâu mà mình biết. Chứ chị đi chỗ này chị lừa đảo, chứ đi chỗ kia chị lừa đảo, chứ chị đâu có đứng một chỗ đâu mà mình biết. Em thật sự không biết chị này là bây giờ đang ở đâu. Thì em cũng trả lời với công an, dạ em không biết. Thì đến giờ phút này là dạ. Bao nhiêu thời gian là chị không liên hệ, hoặc chị không gọi, hoặc chị không nhận được tiền của chị ta? Cũng phải là nếu mà 5-6 tháng rồi đó. Dạ. Là chị không liên qua được. Có nghĩa là liên lạc thì chị gọi điện về, chị chấn an em á, chị nói chị sắp bán mấy đất trên này rồi Lý. À, nhà ông anh chị, anh ruột chị á, là em cũng có lên nhà anh ruột chị luôn, nhà đẹp lắm. Chị cho tiền anh chị á, là làm cái nhà này là mấy tỷ. Rồi á hả, bây giờ anh chị quậy phá để bây giờ ra như thế này, chị cho anh chị nhiều lắm. Ừ. Thì bây giờ để chị lấy cái nhà anh chị bán cho chú của thằng Thế.
là cái thằng cái Cần Thế là cái thằng mà mua nhà của mua đất của anh Hiếu chồng chị trước kia đó, là qua lợi với chị. Thì chị nói chị bán cái nhà cho chú Cần Thế là 4,2 tỷ, là đợi chú Cần Thế chuyển tiền vô là chị đem về trả cho em để chị lấy cái xe lại. Thì em cũng yêu cầu chị là chị đem về để em sang tên được cái xe này, từ cái chị này chị chuyên đi lừa đảo. Em sợ là anh như vậy nè, em sợ chị lấy cái xe này chị lừa đảo sau này chị ở tù ở tội. Cái xe này là xe cũng không có, mà tiền góp là em đứng tên trên xe là em phải chịu trách nhiệm. Nói chung là em sợ vậy. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, chị sẽ lấy cái xe này chị đi lường gạt là chị cầm nè, hay là chị bán nè. Chị cho em biết là cái biển số xe này là biển số gì, biển số mấy? Bản số nó trong xe thôi chứ em bây giờ nói chung là em cũng lo đâu, lắng. Chị đọc phải đọc biển số này em mới biết được. Dạ, vậy cho em xin cái giấy đó. Đâu giấy nào? Biển số xe nào? Xe đâu? Chị có chụp hình xe không? Hình xe là hình nào? Dạ, đó, để... Bây giờ phải biết được cái biển số hình xe mấy. Dạ, dạ. Có biển số cho anh. Tự cái giấy sang tên nó có. Đây, bảng số xe đây hả? Dạ. Bảng số xe là 60K. Dạ. 10419. Dạ. Xe màu trắng hay màu đen chị? Dạ, xe cái màu nó hơi vàng vàng đồng, ngả đồng. Honda City đúng không? Dạ, Honda City. Honda City RS. Dạ. Màu sơn lâu vàng. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ em có thể em đọc lại cái biển số này cho mọi người. Nếu mà ai phát hiện được cái xe này, cái biển số này đang lưu hành ở đâu thì có thể liên hệ cho các anh em đội hiệp sĩ của Thẩm Dương. Biển số là 60K10419. 60K10419. Xe này mang nhãn hiệu là Honda City RS. Đấy. Màu sơn là lâu vàng. Lâu vàng. Dạ, nó vàng đúng rồi. Lâu vàng mà biển số là 60K10419. Dạ đúng rồi anh. Vì vậy nếu ai phát hiện được cái xe này ở đâu thì vui lòng mà giúp anh em đội hiệp sĩ của Thẩm Dương theo số điện thoại 0913 785858. Bởi vì đây là một cái người phụ nữ này một chắc chắn là đi lừa đảo rồi. Bởi vì hiện nay là đã chiếm đoạt tiền của người ta, xong rồi dụ người ta mượn xe và từ đó đến giờ phút này đi luôn và không quay trở về. Và thời gian quá dài, đến giờ phút này 7-8 tháng là chắc chắn là người ta đang mưu mô và không muốn trả xe. Bởi vì cái tiểu sử người phụ nữ này phải nói là rất ghê rợn. Bởi anh em đã từng ghi hình và đặc biệt là chính người chồng của chị gái này trước đây đã từng chia sẻ. Yeah. Đó. Bởi chị gái này sống rất mưu mô và lừa rất nhiều người. Bởi kể cả một người con gái ngày xưa cũng đã lên tiếng. Nhưng mà thực sự mà đây là một cái câu kết, người ta câu kết để lừa đảo nhiều người. Hy vọng là đây cũng là một bài học. Yeah. Cho nhiều người, nếu ai cho thuê xe, cho mượn xe, mình phải biết là người ta có bể lợi không, và người ta mượn xe mình mục đích gì, và liệu có đáng tin cậy không. Tránh tình trạng mà cho mượn hoặc cho thuê, tiền thì chưa lấy được, hoặc thậm chí nó có lấy được một vài triệu à. Đến khi mà người ta lấy xe mình, người ta đi cầm, đi bán. Đó, thì đến giờ phút này tìm được thì cùng lắm là người phụ nữ là cũng đi tù thôi, đúng không, truy tố thôi. Yeah. Nhưng mà tiền để người ta trả lại mình cũng rất khó, bởi vì người ta ăn hết rồi. Người phụ nữ này hiện nay là tu bổ về nhan sắc, phải nói là vô cùng rất khủng khiếp. Đó, bởi suốt ngày đi làm đẹp mà theo em được biết là người phụ nữ này hiện nay là đang cặp với một người đàn ông rất trẻ, có thể ít hơn rất nhiều tuổi. Dạ. Ừ, ít hơn chắc phải mười mấy tuổi đó. Dạ, 15 tuổi luôn hả? 15 tuổi luôn hả? Dạ. Đó, bởi vì cái thông tin này em được biết là không phải bây giờ, mà trước đây là người chồng đã chia sẻ là vợ đi cặp bồ nhiều lần. Dạ. Đi cặp với một người đàn ông rất nhỏ tuổi. Dạ. Vì vậy cho nên là về tìm cách hắt hủi mà lừa chồng. Dạ. Chiếm đoạt số tiền là gần 10 tỷ, cả đất, đa nhà cửa kể ở Long Khánh. Đó. Người phụ nữ này, người đàn ông này nhìn có vẻ là to con, tướng to. Đấy, nhưng mà đặc biệt là người phụ nữ này thì phải nói là đây là một cái âm mưu người ta lừa chị. Nhưng mà tại sao em thật tiếc cho chị là mình cũng ngang tuổi với nhau mà mình cũng phải tìm hiểu tại sao mà mình đi giao xe. Lẽ ra là chị giao xe cho người ta là chị phải biết là cái xe này đang đi đâu. Dạ. Nhưng mà chị giao cho người ta, người ta là mượn đi một tuần, là những đối tượng này không tin cậy. Cái thứ nhất là người ta không có gần nhà chị. Dạ. Không gặp nhau thường xuyên mà vô tình thì chị là gặp rồi. Đúng không ạ? Người ta không sống với chị, vì vậy chị không thể biết được người ta đang làm ăn cái gì. Dạ. Người ta nói là người ta có nhiều đất và nhiều nhà và nhiều xe, người ta nói trên cung trăng vậy thôi. Dạ. Chứ thực sự là chị không thấy. Dạ. Đúng không ạ? Không, có cái thời gian đó chị về thăm con á. Ừ. Lý do sao em tin chị như vậy nè, là có nghĩa là điểm thứ nhất là chị về chị thăm con, chị ở nhà em mấy tháng. Và ở lúc đó là chị khổ, chị về nhà em chở mấy tháng. Chị có dẫn cái thằng mà nó là anh chồng chị mà kêu là chị cặp với cái thằng này đó. Thằng này cũng về nhà em ở mấy tháng. Thì cái thằng này á, nó đi tới đâu là chị nói chuyện là nó cứ ngồi im không à. Nó rất, nếu mà mẹ em mà
bảy mấy tuổi mà mẹ em còn nói cái thằng này nó hiền nó tội mà. Về nhà em mẹ em vẫn nấu cơm cho thằng này ăn, nấu mì cho thằng này ăn. Ừ. Có nghĩa là chỉ có ở nhà em một thời gian em mới tin tưởng cỡ đó. Ở với chị ấy, là lúc đúng mới rồi. Xa cơ lỡ bước. Dạ, ở nhưng mà là vẫn đi xe hơi, vẫn mướn xe hơi đi, vẫn mượn xe hơi đi. Mà cứ nói là xe của chị. Chị còn nói với em là sao cái xe Honda, không xe Toyota này không nói nha. Có cái xe màu đen á, 404 đuôi. Chị nói là xe này chị đem gì chị cho con nhỏ em Út chị, là con bé Hiền đấy. Và em Út chị là, nhưng mà lúc đó con Hiền nó làm nhà chị cho nó là 500-700 triệu làm nhà. Mà bây giờ chị về chị cho nó cái xe nó không dám nhận. Có nghĩa là nó sợ chị về tá túc nơi nhà nó để là chồng chị lên làm phiền. Nên á con Hiền em ruột chị đuổi chị đi. Thì bây giờ nó vô nhà em á, trước tiên là nó khóc, rồi nó nói chuyện với mẹ em nó cũng khóc. Nó nói là nhà nó cha mẹ nó cũng không thương nó nhiều. Rồi em Út nó là con Hiền này á, là lấy của nó là 500-700 triệu để làm nhà. Mà bây đây giờ là cái trước đây á, trước đây là ngày Đắk Nông này, Đắk Nông ngày 27, đây là em đọc lại là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Dạ. Cơ quan công an tỉnh Đắk Nông, cơ quan cảnh sát điều tra. Dạ. Đây là cái giấy ngày xưa là số 06 QD. Đây là Đắk Nông ngày 27 tháng 4, ở dưới là Đắk Nông ngày 27 tháng 4 2023, quyết định truy tìm người. Căn cứ điểm A khoản 1 điều 4 này, thông tư 01 2022. Thông tư Bộ Công an gọi là BCA, đó là Bộ Công an đấy, ngày 17 tháng 2 2022 này, của Bộ Công an về quy định về công tác truy tìm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Tôi, Đại tá Đỗ Trung Hoán, chức vụ là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, đơn vị là Phòng Cảnh sát Công an về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông, quyết định: một, truy tìm người có lai lịch như sau: họ và tên Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 19 tháng 10 1978, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Hoa, tôn giáo Phật giáo. Đây là số căn cước công dân là số 991 đuôi, cấp ngày 15 tháng 4 năm 2021, lợi cấp là cục cảnh sát trật tự xã hội. Đây là nguyên quán xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nguyên quán nha. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú này. Tổ 26A, khu phố Bảo Vinh A, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Chỗ ở hiện nay chưa xác định, họ tên cha là ông Hoàng nha. Họ tên mẹ là bà Sĩ. Đấy. Vì vậy cho nên là đây là cái thông tin là cơ quan cảnh sát điều tra là từ ngày 17 tháng 2 2022 người ta đã quyết định để truy tìm cái người phụ nữ này rồi. Dạ. Vì vậy khi đã có quyết định này thì chắc chắn là người phụ nữ này phải là có rất nhiều tội. Còn ở dưới còn rất nhiều những cái mối liên hệ của anh chị em, nhưng mà mình không có muốn đọc bởi vì những người đó người ta không có phạm tội. Dạ. Đúng không ạ? Người ta không có phạm tội, người ta không liên quan, thì đây là chỉ vì vậy cho mình không muốn đọc những cái đó lên, nó không có hay. Yeah. Đây đặc điểm nhận dạng này: sẹo bầu dục D 2 cm, rộng 0.8 cm ngay đuôi mắt phải. Đặc điểm nhận là đặc điểm riêng đặc biệt là người bị tố giác tội phạm hiện không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra và tội phạm. Đấy, phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì. Đó, vì vậy cho nên hy vọng là các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện là thông tin chính thức người phụ nữ này là Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 19 tháng 10 1978, đang ở đâu, thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ quan Hải Dương. Dạ. Bởi vì người phụ nữ này nếu không mà đưa người phụ nữ ra cơ quan công an, dạ, thì có thể là rất nhiều người sẽ đau khổ và có thể mất nhiều tài sản. Đúng rồi. Vì cái miệng lưỡi người phụ nữ này phải là rất ghê gớm, có thể là người ta nói chuyện rất hay. Dạ. Vì vậy có thể là lừa gạt và có thể đánh vào lòng tin, lòng thương hại. Dạ. Có nhiều người đó, đây là mới là một cái chiếc xe 300-400 triệu thôi. Dạ. Còn nhiều khi là nhiều người có thể là mất rất nhiều. Dạ. Bởi vì thực sự là anh em đây đã ghi nhận là trước đây là có rất nhiều người về đây báo tin nhờ đi tìm chị Hằng này đang Đắk Nông, Đắk Lắk. Dạ. Là bị lừa đất lừa nhà rất nhiều, phải. Dạ. Là trên dưới 10 người. Đúng rồi. Đó, trên dưới 10 người chứ không phải ít. Dạ. Bản thân là hiện nay video còn một cái là của chị Hằng, là chính người chồng về đây đi truy tìm. Dạ. Mà chị Hằng này
để biết được tung tích người con trai mà chị Hằng đang bắt đi đó, bởi vì con trai nó đang đi học. Dạ. Đó, chị Hằng này tìm cách cho người bắt đi. Dạ. Vì người cha này không mong muốn là cho một người mẹ mà nuôi con nhưng mà người mẹ đi lừa đảo này. Dạ. Vì vậy sợ con hư hỏng. Và sau đó thì người phụ nữ tìm cách là lừa chồng là gọi là chiếm đoạt số tiền đất đai nhà cửa là trên dưới gần 10 tỷ. Đó là cái câu chuyện đã xảy ra gần 2 năm rồi. Dạ. Thế vì vậy là cái đơn này là cái đơn quyết định truy tìm này là cũng đúng từ ngày 17 tháng 2 2022. Đó. Đó bây giờ đây ở trên đấy là ở trên đấy là 20 ở đây là ngày khác, còn ở đây là cái thông tin này là ở đây là truy tìm là ngày 27 tháng 4 2023. Nhưng ở đây là cái quyết định cái căn cứ là từ 2022. Đó người ta đã có căn cứ quyết định rồi. Dạ. Vị trí là cái đơn này là chính tỏ là rất nhiều người đã truy tố rồi. Dạ. Chứ bây không giờ phải còn riêng, lừa nhiều người nữa. Không phải riêng một ai. Dạ, mới đây cũng vậy mà ăn rồi. Anh biết sao con người này là ăn không rồi quen rồi, lừa đảo quen rồi. Bây giờ anh biết không, lừa đảo mà cứ nghênh ngang nói như không có chuyện gì vậy đó. Anh biết cứ hứa, già cũng lừa mà trẻ cũng lừa, nhỏ cũng lừa, lớn cũng lừa. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức chị Hằng đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương. Bởi vì chị Hằng này đang giữ người ta một chiếc xe đó, Honda City. Đấy, Honda City mang biển số là 60K10419. Đó. Màu sơn thì màu lâu vàng nha, màu lâu vàng thì cái màu này cũng rất dễ nhận dạng và biển số thì cũng rất dễ nhìn. Đấy. Mọi người cứ hình dung là biển số 19 đuôi thì mọi người là liên tưởng tới là lâu vàng. Là xe này chị Hằng thì báo tin giúp anh em về chị Bình Dương là các anh em đi luôn ngay lập tức. Để đi tìm lại chiếc xe cho chị gái này. Rồi chị cho em biết lại này. Cái hiện nay là chị mong muốn nhất điều gì hiện nay của chị Hằng? Nếu mà trong mong muốn bây giờ là bây giờ em là sống buôn bán để nuôi hai đứa con rất là khổ. Em không có muốn đi chi tìm chị mà em chỉ muốn chị tự đem xe về để mà trả cho em. Còn nếu như chị muốn cái xe này thì chị phải về cho em gặp chị để sang tên lại cho chị. Rồi chị muốn đi cầm cố buôn bán gì á thì chị đi. Chứ để sau này nhiều khi chị làm phạm tội nhiều quá thì chị bị ở tù. Chị bị ở tù rồi cái xe này nó ảnh hưởng tới em. Tự là cái xe em đâu có được đi đâu mà. Cái xe này bây giờ đó bao nhiêu tiền em chuyển lên em chuộc xe. Chị mượn bao nhiêu thì chị trả bao nhiêu. Với chị phải hứa một điều là chị trả thì chị nói trả, còn chị không là chị nói không. Chứ chị không có được nói xạo là chị trả tiền lời cho, chị trả tiền vốn cho. Chị nói nhưng mà chị không có làm như vậy. Chị nói với em rất là nhiều lần rồi. Chị nói với em là có nghĩa trước Tết cả năm ngoái rồi và năm nay nữa, bao nhiêu tháng chờ chị hứa không chứ chị không làm. Mà cái yêu cầu lớn nhất của em là chị phải về gặp em để em chị trả tiền mua xe lại cho em, rồi em sang tên lại cho chị. Chị có làm ăn hay chị có làm hợp lệ hay hợp pháp gì thì nó ok, còn chị làm không hợp pháp thì công an bắt chị. Đừng có để dính dáng tới em sau này. Em rất sợ chị. Rồi chị cho em hỏi này, cái thông tin mà chị đưa này là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Đúng sự thật. Nếu sai em chịu trách nhiệm. Sai chị phải chịu trách nhiệm trước hoàn toàn trước pháp luật nha. Đúng vậy. Rồi anh em sẽ ghi hình và đăng tải, xin phép chị là đăng tải tất cả thông tin của chị. Đúng vậy. Nên tất cả trang mạng xã hội. Dạ. Để đi tìm người phụ nữ tên Hằng này. Dạ. Nhá. Em cũng nhờ mấy anh em hỗ trợ hết sức mình để tìm con người này ra để một trả tiền cho em để em trả cho người ta, em mượn tiền mua xe. Hai nữa là chị này sẽ không bao giờ đi gạt gẫm ai được nữa. Chị phải tự sức lực chị làm ăn, sống lên bằng đôi tay đôi chân y như em với mọi người. Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị rất nhiều. Dạ, dạ. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức chị Hằng đang di chuyển, đang ở đâu thì báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương để các anh em sẽ đưa chị ra cơ quan công an. Bởi vì để cho cơ quan công an người ta làm việc. Bởi vì chị Hằng là hiện nay đang lợi dụng và chiếm đoạt tài sản của người ta, hiện nay một chiếc xe. Còn trước đây còn nhiều người khác là cái khác. Hiện nay rất nhiều người hy vọng là tìm chị Hằng, đưa ra cơ quan công an thì tất cả mọi người kia sẽ làm đơn tiếp. Em mong đó. Để gửi đơn lên để cho công an người ta làm việc. Đó đều đúng trình tự của pháp luật, bởi vì chị Hằng là hiện nay là đã lạm dụng và đã có thể là lấy rất nhiều tài sản của nhiều người rồi. Dạ. Hồi cuối video em xin phép được thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương em chúc chị cùng với gia đình mạnh khỏe hạnh phúc. Dạ nhé. Em cảm ơn anh. Đó, hy vọng trong thời gian tới thì chị sẽ lấy được tài sản của mình nhé. Em cũng mong gặp chị Hằng sớm nhất và sẽ giải quyết mọi việc nó đúng như cái lương tâm của mình. Và những lời em nói em chịu trách nhiệm hết Ok chị nhé. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây là cái câu chuyện thật sự là rất đáng tiếc. Ở đây chỉ vì là lòng tin và lòng thương người. Trong cái thời gian vừa qua rất nhiều người cầm cho mượn xe hoặc là có thể là cho thuê xe tự lái. Rất nhiều người đối tượng mà thậm chí là đã lừa đảo rất nhiều xe của nhiều người. Đến giờ phút này để tìm được thì ra cơ quan công an thì cùng lắm truy tố. Mà truy tố thì tài sản mình mất.
Vì vậy ở đây là còn là một bài học, hy vọng là các cô chú anh chị mình giao tài sản cho ai đó thì mình hãy xem xét xem là bản chất người ta có làm ăn thật hoặc người ta có lừa mình hay không. Nếu không tin tưởng thì tuyệt đối không cho mượn hoặc không cho thuê, bởi vì mình lấy người ta được một vài đồng, có thể là một vài trăm ngàn hoặc một vài triệu thì mình mất trắng tài sản. Nên khi số tiền đó không đủ đổ xăng để mình đi tìm người ta. Cuối video cho phép công Trần Sina thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.